không bốn chân lớn ai lớn. Đây, hiện tượng bây giờ đang ở quận 9 nha anh em. Đây bây giờ đang kẹt xe cứng ngắc luôn. Đây là đường Nguyễn Văn Tăng xuống đi vào đường Vinhome này. Không. Kẹt nãy giờ chắc phải 10 15 phút rồi. Đấy, kẹt một chiều thôi, một chiều chưa đi vào luôn á. Bây giờ không có chỗ mà đi xe đi ra luôn. Đó. 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 Này kẹt đúng một chiều đi vô khu đường vô Vinhome nha các bạn. Bây giờ chiều đi vào lấn hết cái chiều đi ra luôn, bây giờ cho nên là kẹt quá. Bây giờ thì chắc có người đang công an là có người đang điều tiết cái chỗ khúc kia cho nên là bây giờ mới ra được nè. Mỗi ít nè. Đấy. Đấy hồi nãy cái khúc xe mà cho các bạn coi. Đây là thu nhập từ sáng của mình, giờ của mình nè. Đấy cái khúc xe. Đây cuốc xe mình mới vừa đại khách này. Cái này là ảnh là đi vào cái khu Vinhome các bạn. Nhưng mà kẹt xe quá. Vào anh ấy chờ thấy đứng hồi lâu không nhúc nhích được anh ấy đi thà đi bộ chịu đi bộ luôn. Rồi thế là mình ra khách ngay đây luôn. Rồi anh ấy đi bộ tèn lại, nhiều khi còn nhanh hơn đi xe đó. Đó. Nói chung là tới đâu khúc này nè, khúc này là đi bộ nè. À, kẹt quá kẹt. Đây là thu nhập từ sáng giờ của mình nè. 8 cuộc xe đã hoàn thành. Trừ chi phí, phải trừ thuế cộng phần trăm cho đáp thì mình đây 313.000. Đó. Mở app từ lúc 8 giờ. Trưa thì có ăn cơm và vô quán cà phê giỏng nằm nghỉ một xíu. Rồi mở app nó chạy. Rồi đây khi nào mình chờ thứ khi nào là có thêm một phút. À nãy giờ quên kẹt. Nãy giờ kẹt xe quá đang tắt chế độ chở người. Bật ba thứ rồi. Sau bao nhiêu thời gian chờ đợi thì đến 18:09 rốt cuộc cũng ráp một phát cho mình một cuốc xe 17.037 đồng mà đúng như mình lo sợ luôn. À, đi từ cái điểm kẹt xe này đi vào trong cái điểm kẹt xe hơn nữa đó, cái điểm đường này là đường kẹt xe này các bạn. Mình đang đứng ngay đây luôn nè. Đó là kẹt từ đây nè, từ đây tới vô trong này luôn nè. Mà bây giờ mà ngu gì vậy chú gì đó cũng tùy cuốc xe thôi chứ. Nó đi hướng đi ra thì mình chơi được, chứ còn mà hướng đi vô thì thua thôi. Điện thoại cho khách. Nó nhờ khách hủy được, ra đây kẹt xe quá, còn khách không hủy tự hủy luôn. Ảnh hưởng tỷ lệ thì cũng chịu. Giờ ở đây mà kẹt xe đi là không nổi đâu. Trời ơi, 17.000 à. Alo chị ơi, bây giờ chị đặt xe đi tái đúng không? Không giờ em nói chị này, bây giờ cái đường này từ đây tới Vinhome nó kẹt xe dữ lắm. Thua em không biết mà kẹt từ chiều tới giờ rồi. Em cho khách từ bên Thủ Đức mà qua bên này, khách đi vô Vinhome mà cũng đâu đi vô được, đành phải người ta đi bộ vô đó. Bây giờ một là chị hủy giùm em, hai là em hủy cho em, thua em chịu á. Bây giờ em kẹt cứng nhắc à. Em đang đứng ở đầu đường Lê Văn Việt. Chứ bây giờ chị hướng đi ra thì em chở được, chứ còn hướng đi vô là chịu.
đấy nha, xin lỗi chị. Bà này cũng hiểu rằng kêu hủy giùm thì không hủy, kêu lại cho anh hủy đi. À, kẹt xe mà còn bắt xe vô đó nữa, thua. Đã biết kẹt xe mà còn bắt xe đi, hết giờ sao không biết nữa. Không hủy thì tôi hủy, làm gì ghê vậy. Tăng thì tăng là kiểu thôi. Giờ là kẹt xe bò rồi đó, chứ phải nửa tiếng chưa tới nơi nữa. Có 17 ngàn, cũng tùy cuốc xe thôi, không phải cuốc nào cũng đi được. Thôi thông cảm nha Ráp, cứ làm sao được. Thôi lượng ra ngồi đây, không đứng đây anh là nổ vào trong nữa. Chà chà, đó từ lúc mình đứng mình sẽ tới giờ vẫn còn kẹt xe, thua. Tại các bạn biết sao, do tại vì trong đó có cái khu dân cư Vinhome á, rồi mà cái đường vào đó thì nhỏ đấy. Lớp thì giờ cao điểm về là lớp học sinh đi học rồi, lớp thì người đi làm về, mà đa số là người ta đi vào đó là chính nha các bạn đó. Vậy mà ông cứ mở đường thêm cho to đi. Nói chung là thà có một cái đường tắt hay cái đường nhánh bên trong thì mà con đi được. Đây chỉ có một đường duy nhất là đi vào đó thôi. Đó các bạn coi nè. Đấy, bây giờ vẫn còn kẹt hướng một chiều đi vào này. À. Đó. Đó, ảnh hưởng tỷ lệ, cái này gọi là tỷ lệ hủy cuốc gì đây nè. Đó. Thì phải chịu thôi, chấp nhận thôi. Bây giờ bò vào đó biết chừng nào mới ra được. Ở đây mình nói các bạn là chạy Ráp thì nói chung cũng mình không phải là mình lười, mình chê, mình chán chọn gì hết. Nhưng mà cũng tùy cuốc xe, tùy hoàn cảnh thôi. Có thể là cuốc xe 90 ngàn là mười mấy ngàn. Nhưng mà với điều kiện là giúp hay thông thoáng một chút, nói chung là không kẹt xe rồi nó đỡ, hoặc là kẹt xe ít thì mình vẫn có thể đi được, chứ không phải là mình che cũng kén cũng dài. Mà nhiều khi Ráp bên hệ thống Ráp này người ta nghĩ vậy, người ta đâu có biết là nhiều khi bây giờ nhận cuốc xe có mười mấy ngàn này, đúng không? Mà mình đi lỡ mình đón đi vào đó mà đi tình hình kiểu này là chắc phải nửa tiếng rồi chưa tới nơi nữa. Mà nếu mà các bạn nghĩ đây nửa tiếng thì mười mấy ngàn ba phải đi vòng ra, nhiều khi còn kẹt nữa. Thôi nói chung là chấp nhận, ảnh hưởng tỷ lệ thì chấp nhận thôi, giúp sao được. Thôi mình đi ra khu vực khác đây, đứng đây là lại lỗ vào đó nữa, là mấy con hủy nữa.